Kính chào quý vị và các bạn ngày nay thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tin tình báo tiết lộ âm mưu đầu độc Putin và chọn người kế nhiệm. Điều này cũng đang nằm trong mục đích khôi phục quan hệ thương mại với phương Tây của các nhà tài phiệt tại Nga. Tình báo Ukraine cho biết rằng các thành viên của giới tinh hoa tại Nga đang lên kế hoạch chi tiết để đầu độc ông Vladimir Putin, hiện nay đang là tổng thống của nước Nga nhưng đã đi những bước sai lầm. Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một nhóm những người có ảnh hưởng trong nội bộ Điện Kremlin đang âm mưu lật đổ ông Putin. Theo tình báo của Ukraine, một âm mưu đầu độc Vladimir Putin và coi đó là một vụ tai nạn đã được giới tinh hoa của Moscow ấp ủ và dường như sắp được thực hiện. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Putin cùng các nội các thân cận nhất. Mục tiêu của giới tinh hoa Nga được cho là loại bỏ ông Tổng thống khỏi quyền lực càng sớm càng tốt trước khi khôi phục lại quan hệ kinh tế với các nước phương Tây. Theo bản báo cáo, cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ rằng những người kế nhiệm Putin sẽ là Giám đốc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Quốc gia Nga FSB, ông Oleg. Báo Miro đưa tin như vậy. Các nhân vật quyền lực trong nội bộ Nga cũng đang rất thất vọng về sự chia rẽ về ý đồ chiến tranh và lo ngại về hậu quả của các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế Nga, khiến cho nước này bị khủng hoảng một cách hết sức nghiêm trọng. Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Ukraine cho biết thêm, Bodnikov và một số đại diện có ảnh hưởng khác của giới tinh hoa Nga đang xem xét nhiều phương án khác nhau để loại bỏ Putin khỏi quyền lực của ông ta. Và những sự cố đặc biệt như ngộ độc, bệnh đột ngột hoặc bất kỳ sự trùng hợp nào khác đều không thể bị loại trừ. Điều này cũng giải thích vì sao gần đây khi Putin tiếp các lãnh đạo của mình đều ngồi cách rất xa với một chiếc bàn dài từ 7 đến 10 mét. Đây là hình ảnh cơ quan tình báo Ukraine nói rằng Giám đốc FSB, tức Tổng cục An ninh Quốc gia Nga, Oleg, là người được chọn để thay thế Putin trong thời gian tới. Bodnikov, 70 tuổi, vẫn là đồng minh thân cận của Putin và hai người cùng nhau leo lên nấc thang quyền lực trong xã hội của nước Nga. Cả hai đều phục vụ trong KGB ở Leningrad, tức là tình báo của Liên Xô trước đây, trước khi Bodnikov tiếp quản cơ quan an ninh. Một cuộc điều tra chuyên sâu của trung tâm DOSY tuyên bố rằng FSB của Bodnikov vừa là bộ não vừa là trái tim của chế độ Putin, một nhà nước trong chính quyền. Bodnikov không chỉ ủng hộ Putin với những quyết định sai trái trong cuộc chiến Ukraine, nhưng giờ đây ông ta dường như đã đổi khác đi. Putin vì giận dữ mà đã chỉ trích và sa thải 8 tướng lĩnh để tránh bị đổ lỗi cho 15.000 binh sĩ của Nga đã tử trận chỉ trong có 25 ngày trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Một nguồn tin tình báo của Ukraine mới đây cũng tiết lộ thêm, đáng chú ý là Bodnikov gần đây đã bị nhà độc tài Nga làm cho thất sủng. Đây hình ảnh Bodnikov không còn ủng hộ Putin sau những tổn thất quân sự trong 3 tuần đầu tiên của cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt là việc Putin sa thải 8 tướng lĩnh. Và lý do chính thức cho sự thất sủng của lãnh đạo Tổng cục An ninh Quốc gia Nga là vì những tính toán sai lầm làm chết người trong cuộc chiến tại Ukraine. Và nhiều nơi đã dậm chân tại chỗ. Bodnikov và bộ phận của ông ấy chịu trách nhiệm phân tích tình hình của Ukraine và khả năng của quân đội Ukraine. Nhưng dường như những thông tin đưa đến Putin, nhiều thứ bị sai lệch. Tình báo Ukraine nói rằng giới tinh hoa âm mưu đã chọn cựu thành viên của KGB Bodnikov lãnh đạo vì ông ta có thể đảo ngược được lệnh trừng phạt và khôi phục các quan hệ kinh tế với phương Tây. Do vị thế công tác, Bodnikov được cho là có mạng lưới nội gián đang làm việc và sinh sống tại Ukraine khá đông đúc. Một nguồn tin phương Tây cho rằng những tin đồn và nghi ngờ sẽ gieo mầm mống của sự hoang tưởng và nghi ngờ trong giới lãnh đạo, trong đó không loại trừ ông Putin, thêm phần cảnh giác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không còn nghi ngờ gì nữa khi giới tinh hoa của Nga cảm thấy sức ép của các lệnh trừng phạt. Họ đã nhìn thấy cuộc chiến này đã gây ra thảm họa cho nước Nga và nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong thời gian tới.
có một sự nghi ngờ đáng kể rằng một số ít người có thể loại bỏ Tổng thống Nga, nhưng liệu họ có thành công hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Tin tức này được đưa ra sau khi có những báo cáo ban đầu cho rằng Vladimir Putin ngày càng hoang tưởng và bị ám ảnh với những âm mưu phản trắc trong nội bộ khi ông ra lệnh cho một đội nếm thử thức ăn của ông. Đồng thời, Putin cũng cho thay hàng loạt tới hàng ngàn nhân viên phục vụ vào tháng 2 vì lo ngại bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của mình. Kính mời các bạn xem bản tin Putin bị sốc. Cựu Thủ tướng Nga đã nói về ông chủ của Điện Kremlin như thế nào? Đây là một người am hiểu về Putin. Ông Mikhail, 64 tuổi, là Thủ tướng Nga từ năm 2000 đến năm 2004. Ông chủ của ông ta hồi đó chính là Putin và giờ đây ông ta đã trốn đi vì lo sợ cho tính mạng của mình. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Nga Mikhail Chodorkovsky. Chodorkovsky là người theo chủ nghĩa tự do, chỉ trích việc bắt giữ những người chống đối chế độ như Mikhail Chodorkovsky, sau đó đã bị Putin cách chức và tự tìm mình trở thành một nhân vật đối lập với Putin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Đức, ông ta giải thích cách suy nghĩ và hành động của bạo chúa Điện Kremlin. Vì lý do bảo mật, người ta không được tiết lộ nơi ông ta nói chuyện với báo chí, Kabetsky đã trốn đi vì lo sợ cho tính mạng của mình. Đây là hình ảnh độc tài Putin cho đầu độc nhà chính trị đối lập Navalny bằng chất độc thần kinh. Lời khuyên của ông ta kể từ khi Nga chiếm đóng Crimea là hãy cứng rắn với Putin, nếu không phương Tây sau này sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều. Đó chính xác là điều đang diễn ra hiện nay tại Ukraine, với việc Nga đưa hơn 200.000 quân tấn công và xâm lược nước này, gây ra cái chết của hàng ngàn người dân. Giờ đây, sau khi Putin xâm lược toàn bộ Ukraine, phương Tây đã đồng loạt phản ứng là với các biện pháp trừng phạt, cấm nhập khẩu và cô lập những hậu quả đối với Nga trước sự bất ngờ của Putin, như Mikhail giải thích rằng Putin đã rất ngạc nhiên và sốc trước quan hệ đối tác giữa châu Âu và các đối tác xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, theo ông, không có khả năng cuộc đổ máu sẽ sớm kết thúc vì Putin rất hăng. Đây là hình ảnh ông Putin đưa quân chiếm đóng Crimea của Ukraine. Ông nói tiếp, tôi chưa nhìn thấy chiến tranh chấm dứt. Làm sao tới mức xảy ra việc Nga xâm lược Ukraine như vậy? Ông Mikhail nói rằng, tin tưởng chắc chắn rằng phương Tây đã quá mềm yếu với Putin. Vào năm 2008, các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập NATO lẽ ra có thể bắt đầu. Nhưng đặc biệt là Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã phản đối mạnh mẽ. Phương Tây giờ đây chỉ có thể giúp đỡ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine mà thôi. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Ukraine gia nhập NATO. Ông Mikhail tiếp tục nói rằng việc cung cấp vũ khí phải được tiếp tục và nhìn thấy ưu thế then chốt của Putin là các máy bay phản lực chiến đấu. Cái gọi là vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine có thể hủy diệt con át chủ bài đẫm máu này. Khi đó các máy bay chiến đấu của Nga sẽ không được phép cất cánh nữa. Và ông Kazanov cũng yêu cầu các nước phương Tây nên thiết lập vùng cấm bay, nhưng nếu Putin vẫn cho máy bay phản lực của mình bay, thì máy bay phản lực của phương Tây sẽ phải đánh chặn máy bay ném bom của Nga. Hậu quả có thể dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều khả năng hơn là việc mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để cho đất nước này không còn nguồn tài lực cho chiến tranh của mình. Đây là hình ảnh Ukraine yêu cầu phương Tây thiết lập vùng cấm bay để khống chế máy bay chiến đấu của Nga bay trên vùng trời của Ukraine và tàn phá đất nước này bằng ném bom, bắn tên lửa hoặc bắn đạn vào những khu dân cư, bệnh viện, trường học của Ukraine. Và chỉ có dầu khí thì mới giữ cho nền kinh tế Nga tồn tại được. Cựu Thủ tướng Nga cũng phân tích tiếp, ông Putin đang phải chịu áp lực rất lớn do các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn. Tất cả người Nga đã cảm nhận được sự hạn chế này, chỉ có việc cung cấp dầu và khí đốt cho phương Tây mới còn giữ được sức sống cho nền kinh tế của Nga. Cũng theo ông Kasyanov, Cộng hòa Liên bang Đức đóng vai trò trung tâm. Ngay sau khi Đức cắt giảm mua dầu khí đốt, đồng rúp của Nga sẽ mất giá, ông nói tiếp. Mặc dù từ lúc chiến tranh xảy ra, đồng rúp của Nga đã mất giá gần 30%,
và tài sản của các nhà tỷ phú Nga cũng bị đóng băng ở nước ngoài. Đây là hình ảnh đường dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 2 từ Nga sang Đức đã bị hủy bỏ ngay sau khi ông Putin cho quân tấn công xâm lược Ukraine. Phương Tây không nên dựa vào các cuộc đảo chính quân sự và những kẻ tài phiệt nổi loạn. Chính nền kinh tế Nga sụp đổ đang khiến bạo chúa Điện Kremlin gặp nhiều rắc rối nhất. Tuy nhiên, Kasanov không trông chờ triều đại khủng bố của Putin sớm kết thúc. Ông nói, Putin cần chiến tranh, ông ấy cần chiến thắng.